Quý vị ơi, quý vị đã mua một ly trà mãng cầu thanh mát để cùng xem một chương trình đang rất là được mong chờ trên sóng HTV không ạ? Xin mời quý vị hãy cùng đến với Feel You cùng âm nhạc để mở ra một thế giới với ngập tràn âm nhạc và những màu sắc tươi vui. Và ngày hôm nay thì Thư Đình xin được mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với hai khách mời của chúng ta. Xin trân trọng giới thiệu Đi Trần và Duy Khiêm Ngô. Dạ vâng ạ, hai khách mời chúng ta có thể giới thiệu thêm về bản thân để cho quý khán giả được hiểu rõ hơn về mình không ạ? Nhưng mà đặc biệt nha, là ngày hôm nay á, là mình không có giới thiệu riêng xong rồi chơi mini game riêng nữa. Mà mini game chính là phần giới thiệu luôn. Đó là hai người sẽ giới thiệu về bản thân mình trong vòng 30 giây mà ai sáng tạo nhất và cũng như là nhiều thông tin gửi đến quý vị khán giả nhất thì sẽ giành quyền thắng cuộc và sẽ là người chọn ra màu sắc chủ đề của ngày hôm nay. Tôi là Duy Khiêm Ngô, vừa là một nhà sáng tạo nội dung, tôi vừa đi hát một chút sáng tác âm nhạc. Trời ơi, dữ dằn. Không biết có đúng không? Dạ vâng, không biết là Đi Trần thì sao? Xin chào tất cả quý vị khán giả của chương trình Phiêu Du Âm Nhạc. Em là người gốc Huế, rất thích màu xanh, màu đen, rất yêu sự sự thật, thật thà và ghét sự dối trá. Đó, yêu sự thật thà, ghét sự dối trá. Cái giọng Huế này dễ thương quá. Rồi dạ, rồi chúc mừng hai khách mời của chúng ta đã có những màn giới thiệu bản thân rất là ấn tượng ạ. Cảm ơn ạ. Và như vậy thì trời khó quá, bây giờ ai thắng ai thua đây, thấy ai giới thiệu cũng dễ thương hết. Quề đi. Quý vị khán giả sao ạ? Giờ mình quề đúng không? Vậy quề rồi ai chọn màu? Quảnh xì xăm. Quảnh xì xăm. Ừ. Giờ đó anh là vậy, là nhỏ mà anh chơi quề thôi, mình quảnh xì xăm là nó vui nhất. Giờ quảnh xì xăm nha, mình quảnh xì xăm nè. 1, 2, 3. Rồi, anh chúc mừng anh Duy Khiêm Ngô. Đó. Ủa rồi mình thắng mình được gì? Dạ mình được chọn màu đó anh. À. Màu sắc chủ đề của ngày hôm nay nha. Hiện giờ đang là màu vàng đúng không? Dạ. Thật ra thì màu vàng không phải là cái màu anh thích. Màu anh thích mà từ nhỏ tới lớn anh vẫn thích, đến bây giờ vẫn còn thích là màu xanh dương. Yeah, màu xanh dương ạ. À, và chủ đề của chúng ta ngày hôm nay sẽ là màu xanh dương. Dạ vâng, không biết là khi mà chọn màu xanh á thì màu này có ý nghĩa gì với anh? Tủ đồ của anh khá là nhiều đồ màu xanh cắt tông, từ da trời cho tới màu xanh dương. Dạ. Và ngày hôm nay đến với chương trình Phiêu Du Cùng Âm Nhạc thì anh mang hai bài hát. Wow. Mà nội dung thì lại khá là yên bình. Yên bình, như em, là màu xanh vậy. Đúng rồi, em cũng biết là sau một cái giai đoạn rất là khó khăn nhiều mà mình đã từng trải qua cho, của toàn cầu đó. Dạ. Thì họ mong muốn tìm đến với những điều bình yên hơn. Dạ. Nhẹ nhàng hơn, thoải mái hơn. Thì anh cũng có hai bài hát. Và anh nghĩ rằng hai bài đó nó cần một cái màu tương xứng với chương trình hôm nay. Thì dạ, anh nghĩ màu xanh là màu hợp lý. Dạ vâng. Và không biết là ca khúc đầu tiên mà anh Duy Khiêm Ngô muốn gửi tặng quý vị khán giả ngày hôm nay là bài hát nào ạ? Bài đầu tiên là bài của anh sáng tác đó nha, phải khoe nha. Wow. Anh sáng tác. Bài hát mang tên là Yêu Nhau Đến Già. Yêu Nhau Đến Già. Đúng rồi. Tuyệt vời luôn. Xin mời quý vị khán giả cùng lắng nghe nha. Cùng nhâm nhi cà phê
hạnh phúc như chúng ta. Mình ơi đừng lo, đã có tôi bên mình đây. Ngày mai nắm bàn tay hai chúng ta ai cũng sẽ vậy. Tuổi trẻ rồi sẽ qua, sắc hương cũng sẽ nhạt nhòa. Trái tim càng già thì lại càng rộng lớn hơn. Mình ơi, sáng sớm ta đánh thức nhau dậy, mở cửa sổ cho mùi hoa sữa bay. Mình ơi dậy đi, nghe họa mi 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 mi, cùng nhâm nhi cà phê, trứng ốp la với bánh mì. Mình thì ngồi khâu áo ngắm tôi tưới mấy cây đào. Thế gian dường nào được hạnh phúc như chúng ta. Mình ơi đừng lo, đã có tôi bên mình đây. Ngày mai nắm bàn tay hai chúng ta ai cũng sẽ vậy. Tuổi trẻ rồi sẽ qua, sắc hương cũng sẽ nhạt nhòa. Trái tim càng già thì lại càng rộng lớn hơn. Mình ơi dậy đi, nghe họa mi 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 mi, cùng nhâm nhi cà phê, trứng ốp la với bánh mì. Mình thì ngồi khô áo ngắm tôi tưới mấy cây đào. Thế gian dường nào được hạnh phúc như chúng ta. Mình ơi đừng lo, đã có tôi bên mình đây. Ngày mai nắm bàn tay hai chúng ta ai cũng sẽ vậy. Tuổi trẻ rồi sẽ qua, sắc hương cũng sẽ nhạt nhòa. Trái tim càng già thì lại càng rộng lớn hơn. Mình ơi hứa với nhau sẽ yêu đến bạc đầu. Mỗi khi đó mình chăm nhau tô trắng, cùng già cùng sâu mái tóc phai cùng màu. Nói đến sáng tác thì Thư Đình được biết là Đi Trần cũng sáng tác rất là nhiều đúng không? Đi Trần là một ca sĩ, nhạc sĩ cũng đa tài lắm á. Thực ra thì Thư Đình rất là ấn tượng với lại Đi Trần từ Giọng Hát Việt 2019. Yeah. Và không biết là đối với chủ đề Mọc Xanh của chương trình hôm nay thì Đi Trần có cảm xúc như thế nào? Khi mà được đi được các anh chị trong ekip mời tham gia chương trình này cũng là lần đầu tiên mà đi được quay một cái chương trình âm nhạc của đài truyền hình thì cũng là rất là vui, và đi cũng rất là cảm ơn tất cả mọi người, tất cả các anh chị đã cho đi cái cơ hội được tham gia chương trình này. Thì khi mà theo chủ đề của hôm nay của mình là màu xanh, thì thực sự là đi cũng rất là thích màu xanh. Đi đâu cũng thích màu xanh, vest cũng mua màu xanh. Và tất cả mọi thứ trong đồ dùng của em cũng hay chọn màu xanh là nhiều. Cái ý nghĩa gì với màu xanh mà bạn ấn tượng không? Tại vì em thấy thì khi mà màu xanh là một cái màu mình nhìn rất là dịu mắt. Khi mà cảm thấy mà
đi ở ngoài trời, hay là mình đi ở ngoài trời, hay đi ở ngoài đường ở Sài Gòn rất là nóng, mình về nhà mình nhìn cái màu xanh như là màu của chị này, màu hoa này, thì là cảm thấy rất là dịu mát, giống như là mình đang ở giữa biển, mình đi ra ngoài biển màu, hay là người ta hay nói là màu xanh là một cái màu tượng trưng cho màu của biển, màu trời, màu biển, nên là rất là nhẹ nhàng và rất là dịu êm, cảm giác cho mình thoải mái. Đúng mà bên rồi, mà bên cạnh đó cái màu màu khi mà mình đi ra biển á, đôi khi biển nó cũng không có nhẹ nhàng đâu, nó cũng sóng dập dìu rất là nhiều thứ. Thì em nghĩ nhiều sóng gió. Đó, em nghĩ là trong trong cái màu xanh nó cũng có rất là nhiều cái ý nghĩa. Wow. Thì nó cũng là nó cũng là một một cái mà một một cái cảm xúc cho em, để mà khi em gửi gắm đến cho tất cả mọi người cái ca khúc sắp tới mà em sẽ gửi đến cho chương trình. Oh. Là nó cũng rất là hợp, tại vì khi mà chị thấy đôi khi mà mọi người hay buồn á, hay buồn là mọi người hay đi ra biển, rồi hay đi ra biển ngắm biển, cảm thấy là mình chơi vơi giữa đời, là mình hét to này nọ. Ca khúc tiếp theo mà gửi đến chương trình là một nhà sáng tác của nhạc sĩ Trung Ngon, được mang tên Ai Ngờ Em Giờ Chơi Vơi. Nhận ra em giờ đây khác lắm, chẳng còn thương anh phải không? Nhận ra em giờ đây chẳng như ban đầu, để giữ em mãi mãi bên cạnh. Thật ngốc, đã quá yêu em tin em vội vàng nên anh vứt hết bao nhiêu thanh xuân mộng đẹp của anh, chạy theo em để em tổn thương trái tim nhỏ nhoi anh chấm hơn. Đừng xin lỗi để em có thể cảm thấy yên lòng, đừng lừa dối để anh cô đơn trong chính căn phòng, đừng quay lưng để anh một mình với nỗi đau này, đừng buông tay rời xa chốn đây. Vì tình em trái tim anh đầy mây hoa vô vọng, những lời hứa trước đây anh xem như hoa rơi ngỡ như anh có thể giữ trọn đời. Có ai ngờ anh giờ chơi vơi. Thật ngốc, đã quá yêu em tin em vội vàng nên anh vứt hết bao nhiêu thanh xuân mộng đẹp của anh, chạy theo em để em tổn thương trái tim nhỏ nhoi anh chấm hơn. Đừng xin lỗi để em có thể cảm thấy yên lòng, đừng lừa dối để anh cô đơn trong chính căn phòng, đừng quay lưng để anh một mình với nỗi đau này, đừng buông tay rời xa chốn. Trước đây anh xem như hoa hư không, nhặt hoa rơi ngỡ như anh có thể giữ trọn đời. Có ai ngờ anh giờ chơi vơi. Đừng xin lỗi để em có thể cảm thấy yên lòng, đừng lừa dối để anh cô đơn trong chính căn phòng, đừng quay lưng để anh một mình với nỗi đau này, đừng buông tay rời xa chốn đây. Tình em trái tim anh đầy mây hoa vô vọng, những lời hứa trước đây anh xem như hoa hư không, nhặt hoa rơi ngỡ như anh có thể giữ trọn đời. Có ai ngờ anh giờ chơi vơi. Anh giờ chơi. Đối với Thư Đình á, thì Thư Đình cảm thấy á, màu xanh á, là màu tượng trưng cho hòa bình, đúng không? Trên những cái lá cờ của Liên Hợp Quốc này, của rất là nhiều tổ chức, và cũng như là theo một nghiên cứu là có đến 53%
lá cờ của các quốc gia là có màu xanh, bởi vì nó tượng trưng cho hòa bình. Và cũng vì như vậy cho nên là người MC hiền lành hòa bình ngày hôm nay đã chọn một chiếc đầm màu xanh. Mà không ngờ là đúng lựa chọn màu sắc chủ đề của anh Duy Khiêm Ngố luôn. Hôm nay là anh em mình duyên quá. Lắm, duyên lắm. MC khoan khoan, anh bị lưng cưng. MC hiền lành. À dạ, hiền lành. Nết na. Nết na. Thùy mị. Nghe như qua hậu hòa bình đang ngồi ở đây vậy. Miss dạ. Grant hòa bình. Và bây giờ sau đây là phần thi dành cho Miss Grant thân thiện. Ủa? Chơi luôn. Ngay lập tức Miss Grant Thư Đình hãy hát cho tôi một bài hát có chủ đề biển. Hát chủ đề biển. Làm liền. Một, hai, ba, bốn, năm. Rồi, ok. Em muốn được cùng anh về vùng biển vắng. Mình sẽ sống những ngày hơi nắng, giữa bóng giữa là lời sẽ nói yêu em mãi, nói những lời yêu thương đã từ lâu anh mơ trong lòng hoài. Trời ơi, dữ dằn. Anh em mình sắp bỏ nghề rồi. Dữ dằn. Bây giờ Thư Đình đã thắng cái thử thách rồi, thì Thư Đình xin chọn cái món quà, đó là mình sẽ chọn ca sĩ gửi tặng quý vị khán giả bài hát tiếp theo. Và Thư Đình xin được chọn. Dạ, xin chọn đi Trần. Không biết đi Trần có cái bài hát nào muốn gửi tặng đến quý vị khán giả cũng như là Thế Đình cũng như anh Duy Khiêm Ngố ngày hôm nay. Dạ, yeah, có. Và một bài hát tiếp theo mà đi gửi đến cho tất cả mọi người cũng như là hai anh chị, là hồi nãy là một ca khúc cũng nó buồn sương sương rồi. Buồn sương sương. Bây giờ là vui lên. Giờ vui không? Mình đổi phong cách là vui lên đúng không? Mình vui xuống. Ủa sao mình vui xuống vậy? Bữa là em muốn đổi không khí của một chương trình đang buồn thành một chương trình buồn hơn. Không, không phải là buồn hơn mà là một chương trình dành cho những ai như là tâm hồn sâu lắng không? Dạ đúng rồi dạ. Tâm hồn nó sâu lắng. Sâu lắng. Không sao, anh còn nhưng mà hy vọng là trong cái giọng hát của em sẽ có những cái ánh sao lấp lánh như là trên áo của em. Wow. Quá trời văn vẻ luôn. Dạ vâng, quá trời văn vẻ là, luôn. Là một bài hát của nhạc sĩ DC Tâm được mang tên Vàng Lý Cô Đơn. Oh,
rộng người đã quá chưa. Nỗi đau xót trong lòng cạn đi nước mắt hay sông. Lời em hứa chẳng qua là đang vỗ về anh ấy thôi mà. Từng là nơi bình yên nhưng giờ anh mất tất cả. Trở thành người xưa gặp em lại có vui mừng. Nước mắt sương sương nhìn em giữa trời lưng chừng. Chẳng còn ai để anh tin giữa hiện tại. Và sẽ chẳng còn ai để anh cảm thấy nhận lại. Em như tan băng trôi, anh làm sao có thể thấu em ơi. Và sự lừa dối vẫn chìm sâu im ắng không lời. Đoạn kết quá để với em nhưng với anh xem như hết. Vạn lý cô đơn xa cách em càng nhớ em hơn. Trở thành người xứng gặp em lại cố vui mừng. Nước mắt sưng sưng nhìn em giữa trời lưng chừng. Chẳng còn ai để anh tin giữa hiện tại. Và sẽ chẳng còn ai để anh cảm thấy nhớ lại. Em như tan băng trôi, anh làm sao có thể thấu em ơi. Và sự lừa dối vẫn chìm sâu im ắng không lời. Đoạn kết quá đẹp với em nhưng với anh xem như hết. Vạn lý Và nói về màu xanh thì không biết là anh còn có cái cảm xúc nào muốn chia sẻ tới quý vị khán giả hả? Màu xanh, anh nghĩ đến nước. Nước? Nước. Dạ. Anh không hiểu tại sao, dù mình chưa bao giờ mình thấy những cơn mưa màu xanh đúng không? Dạ đúng rồi. Mưa thì làm gì màu xanh, mưa thì mình nghĩ đến dòng nước, sông hoặc biển thôi. Dạ. Nhưng mà khi mà mình nghĩ về màu xanh thì anh lại nghĩ là một cái màn mưa nó mát á. Dạ. Cái là anh nghĩ đến một cơn mưa, thì anh có một cái bài hát này. Wow. Bài hát viết về một cơn mưa. Lúc đó chỉ đơn giản là anh ngồi ở trong quán cà phê, anh đi công việc ngồi quán cà phê tại mưa to lắm. Anh nhìn ra cái góc ngoài kia thì có một cái anh chạy, anh làm nghề giao shipper, giao hàng á. Yeah. Thì anh phải chùm kín lại tất cả mọi thứ để anh che, mà anh che cái gói hàng nhiều hơn là anh che cho ảnh. Yeah. Tự nhiên trong đầu anh bắt đầu nó hình dung ra một bộ phim em. Yeah. Cái anh nghĩ là anh tưởng tượng thôi nha, chứ không phải là câu chuyện của anh chàng đó. Anh chàng này sẽ có một người vợ, là một người, nhưng mà là một người công nhân. Yeah. Và người vợ công nhân này thì lại bị tật nguyền ở đôi chân. Yeah. Thì chính người chàng shipper này chính là đôi chân của cô ấy. Wow. Yeah. Và công việc của cô gái này là mỗi ngày sẽ đi làm về rồi nấu cơm để chờ người chồng mình về ăn. Chồng chưa về là chưa ăn. Yeah. Và cái câu mà anh nghĩ, cái câu khá là hay mà anh nghĩ nhiều gia đình sẽ hay sử dụng nè. Chạy xe từ từ thôi. Yeah. Cơm nhà phải ăn chung mới vui. Dạ. Yeah, đúng rồi. Đó, cái tự nhiên cái anh hình dung tất cả trong một tích tắc đó, anh nghĩ câu chuyện này nó là một câu chuyện khá là hay. Sao yeah. mình không làm cho nó thành một bài hát. Yeah. Và anh viết được một bài hát. Wow. Wow. Cái tựa là Mình ơi. Thank you.
tan ca chưa kịp tan nắng, nghe mưa rơi ngoài sân trắng, đang nơi đâu giờ này ở hơi mình ơi. Ghé chợ mua vài con cá, canh chua bác Hà dừa ra, cơm canh xong từ chiều mà mình vẫn sao chưa về. Alo mình à, mưa quá mưa nà, giao cho xong cho hết lô hàng mình mới về à. Nửa tiếng thôi mà nhanh lắm mình à, giang chút xíu chút nữa tôi đợi nghe. Mình ơi, tôi thương mình lắm mình ơi, tôi thương mình thương cả những chuyến xe trở về. Mình ơi, tôi thương mình lắm mình ơi, mình chờ người giao hàng nhớ phải an toàn. Mình ơi, tôi thương mình lắm mình ơi, tôi thương mình thương cả nắng mưa trên đầu. Mình ơi, tôi thương mình lắm mình ơi, mình chưa về tôi chẳng thể an lòng đâu. Cơm chiều phải ăn chung khi mới vui nhà, mình chạy xe từ từ thôi nhá. Mình ơi, chút nữa tôi đợi nghe. Mình ơi, tôi thương mình lắm mình ơi, tôi thương mình thương cả những chuyến xe trở về. Mình ơi, tôi thương mình lắm mình ơi, mình chờ người giao hàng nhớ phải an toàn. Mình ơi, tôi thương mình lắm. Wow, một bài hát rất là tuyệt vời anh ơi. Em rất là yêu thích những sáng tác và cũng như là giọng hát của anh. Và Thư Đình xin cảm ơn Duy Khiêm Ngố và Đi Trần ngày hôm nay rất là nhiều đã đem đến đây những ca khúc rất là hay và cũng như là những cảm xúc rất là thú vị dành tặng cho quý vị khán giả thông qua chủ đề màu xanh. Vâng ạ, còn bây giờ thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Phiêu Du Cùng Âm Nhạc.